Dạ em chào anh chị mến yêu, cô chú mến thương. Dạ hôm nay cũng buổi sáng thứ tư anh chị, ngày 3 tháng 4 năm 2024, ở thành phố sinh thái 5 sao Phaeta Eco City, khu đô thị an ninh đáng sống phía nam thành phố Hồ Chí Minh. Thì khu mình thì ở xã Phước Lý, huyện Cần Giờ, tỉnh Long An, giáp danh Bình Chánh, cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 30 phút di chuyển thôi anh chị. Ở đây là cái cảnh quan buổi sáng, 9:30 buổi sáng. Để em đi một vòng tả cảnh rồi cho anh chị với cô chú ngắm cảnh ha. Ngoài đây là ngoài cổng anh chị, đường xá của mình thì đang làm, chắc 2 tuần nữa thì cũng tới khu này rồi anh chị. Là lúc đó rộng rãi, đường xá rồi sạch sẽ đẹp. Lúc đó anh chị với cô chú mình chạy về tham quan thôi, hết bài luôn. Còn cảnh buổi sáng thì mấy anh chị bên tổ cây xanh buổi sáng đã dọn dẹp sạch sẽ, đi quét dọn lá cây thổi rồi á. Nên anh chị thấy ngày nào mà em quay phim cho anh chị với cô chú coi á, cảnh thì lúc nào cũng cây cối thì xanh tươi, rồi đường xá thì sạch sẽ, cũng phải theo chỉ đạo của chủ đầu tư, không gian xanh sạch đẹp. Còn đây là con đường trục chính mà mình dẫn vô khu đô thị nè anh chị. Đường này thì theo tiêu chuẩn của khu thì lót đá hết. Hiện tại thì cũng lót được bên, còn bên nữa sắp tới cũng triển khai lót luôn. Nhà cửa thì trong đây là nền biệt thự đó. Mấy cái nền biệt thự bự bự ven sông, với trong với nền nhà liền kề, nhà phố, nhà có sân vườn, diện tích 4 rồi 6 mét. Còn bên đây là ven sông. Buổi sáng thì mình ở mình ngắm cảnh quang rồi nhìn thích lắm anh chị. Cây cối thì đang rất là xanh tươi, vườn vú sữa, những hàng cây chuông vàng kèn hồng me phúc, được bên tổ cây xanh chăm sóc rất là kỹ. Bên này cũng có vườn, đang cắt tỉa lại những hàng cây xanh. Quay hao đây mình có mấy cái bàn Đài Loan cũng đang mà ra bông á anh chị. Này em thấy được cái bông của cái bàn Đài Loan nhỏ nhỏ, vừa khi mà cái cây vừa 2 lá xong bông ra rồi. Nó cây sạp bữa em quay cho anh chị với cô chú coi nè, mà bữa nay 2 lá rồi, nhìn đẹp lắm anh chị. Màu đỏ tươi luôn. Đi vòng vòng đó, mấy ngôi nhà đó, đường D13 thì hiện tại mình có căn này đang xây, cũng sắp tới tầng tâm mà anh chị. Hôm nay là chắc cũng được khoảng 2 tháng rồi, 4,5 m nhân cho 22, 99 mét vuông, liền kề shop house,
bông hoa liêm xẹt nở rồi, đẹp quá. Nó bà con cô bác mình cũng đang dọn về ở anh chị, cũng rất là đông. Chỗ này cũng mới được dọn dẹp không gian xanh, dọn cỏ rồi nhìn sạch sẽ ha. Đây là những dãy nền có con đường công viên ở chính giữa, ở bên dưới là chú hai. Với kinh nghiệm lái máy cày khoảng mười mấy năm nên chạy mùa khô này cắt cỏ cũng nhanh lắm. Thơm lắm anh chị, cái mùi cỏ non này mình cắt mình chạy vòng vòng, chiều mình đi tập thể dục mình chạy ở trên mấy con đường công viên á, nghe mùi cỏ non này thơm lắm. Đây là cảnh mà khu đô thị mình dọn dẹp vệ sinh này chắc cũng khoảng tháng một lần, tại đây mình đất nó tốt lắm. Đất ngày xưa là những cánh đồng ruộng xong rồi mình san lấp lên ép cọc, thì ở đây mình ép tầm khoảng 13-14 mét, tải trọng thì 75 tấn. Phái không vậy em, buổi sáng em phái ngồi uống cà phê mình coi mấy anh mấy chú rồi nè, đi dọn dẹp vệ sinh, trồng bông trồng hoa rồi. Ở bên đây cũng dọn dẹp rồi nè, mấy cây lim xẹt thì tuy lá nhỏ nhỏ quét hơi cực thiệt, nhưng mà thấy bông da nhìn màu vàng vàng nhìn thích ha anh chị ha. Đông lắm, hôm nay bà con cô bác mình dọn về ở cũng đông rồi. Hôm nay thì em thấy gần chục ngôi nhà cũng đã có chủ rồi, chuẩn bị sắp tới dọn về ở. Đó, cái phòng khám quốc tế Sài Gòn 5 sao của mình thì nằm liền kề với con đường D7 ở trong đây. Rồi, để em đi kiếm cảnh mà quay cho anh chị với cô chú coi. Đi coi mấy công viên ha anh chị. Công viên thì hiện tại em thấy mấy hàng cây da bông hai lá rồi nhìn xuống lắm. Nguyên công viên đường Xuân Đài, Xuân Ngọc nè, là chuyên về mình trồng xài. Mai là chưa có mưa anh chị, nhưng mà mình chịu khó mình tưới á, nên mấy cái cây này nó tươi nó tốt lắm. Có công viên ở giữa thì đây mình có hai dãy nền, một nhà là BM 5,5 m 24 và 5,24. Để em ghé vô khu vườn cổ tích của anh MC. Ồ, mấy cây xài với mấy cây hoa giấy nè, đang xanh tươi luôn. Ở bên kia cũng là dãy nền, cũng được dọn dẹp vệ sinh rất là sạch sẽ. Mấy ngày trời nắng mưa không nổi luôn anh chị. Đây, để em đi ra bờ hồ cánh sen. Đây là chung hồ điều hòa, cũng công viên lớn của khu đô thị, dành cho buổi chiều với buổi sáng sớm á, bà con cô bác mình ra mình tập thể dục. Còn giờ này thì mấy anh chị mình chăm sóc công viên, giữ cho lúc nào cũng xanh tươi, rồi hoa cây
rồi cỏ đâu nè mình mọc lên đều đẹp. Và còn đây là hang lợn biển mà anh chị, hang lợn biển mà em ngày nào em cũng quay cho anh chị cô chú coi á, nó được trồng thêm những hàng cây hoa bưởi nè, bữa nay cũng có trái nè. Đó thì hiện tại trên con đường đại lộ Nam Phương nó mình cũng đang đi dọn dẹp vệ sinh, thổi lá cây rồi quét lá cây. Cái này cây cối xanh tươi nhìn đẹp quá anh chị ơi. Đó, chỗ này cũng đẹp lắm anh chị. Mấy cái bông hoa của mấy cái bồn hoa bướm hồng cũng ra bông rất là đẹp. Mùa này mình cũng có hàng cây giáng xưa nữa anh chị, nhưng mà phải tưới nhiều nước mới ra bông cho mình ngắm hoa. Nhìn cảnh mê quá anh chị, không biết đi đâu á. Ở đây thì cũng có anh mình đang chăm sóc cho sân golf, vườn xài. Nó lại vòng vòng cũng ra ngoài đường đại lộ Thiên Trường nữa. Bên kia sông thì cánh đồng lúa chín đã về bồ, còn bên đây sông thì khu đô thị xanh sinh thái thì bà con cô bác mình về ở. Đây là khu vườn nhà gỗ ven sông. Đây có cây trò mồi nè anh chị. Cây trò mồi hôm nay chắc bị bệnh nè. Em thấy mấy bác mới lại mình chăm sóc lại, chuẩn bị vô thuốc bổ cho cây khỏe lại để mình có trái mình ngắm mình ăn nè. À quên nữa, để em đi tranh thủ ra cái con đường Trà Lũ Chung D5 ha, để giới thiệu cho anh chị với cô chú mình quán của cô Nga, quán cà phê Blue Zone hiện tại cũng đang bán thử anh chị. Ngày 4 nè, ngày 5, ngày 6 thì mình chạy chương trình khuyến mãi. Hôm qua nay thì em thấy bà con cô bác mình lại ủng hộ cũng rất là đông. Là hàng hoa và đẹp mắt. Dạ để em dẫn anh chị với cô chú mình đi theo ngắm cảnh tiếp anh chị. Dạ đây là cái con đường D10A, D10B, Mỹ Tiến, Mỹ Thịnh cho những lô đất vàng ngang 5m giữa dài cho 24m, cũng có công viên ở chính giữa.
Nhưng mà cây đường này thì mình trồng cây sa quá anh chị, nhiều lắm. Đang ra bông rồi nè. Trong đây mình cũng có cây phượng để báo hiệu cho một mùa hè đang tới. Rồi xài, rồi thêm cây cây hoa sứ với thêm vú sữa nữa anh chị. Bên dưới thì cũng có mấy anh bên tổ cây xanh, mình cũng đi dọn dẹp vệ sinh như cắt tỉa rồi anh chị. Rồi để em đi ra ngoài đường đại lộ Nam Phương, anh shipper đang giao hàng anh chị. Để em đậu lại đèn xanh đèn đỏ ở đây một cái. Nhiêu anh? Dạ 50. Này bữa thiếu nhiêu tiền á cả. Đang quay phim. Để cũng không có tiền thối nữa. Dạ, rồi. Rồi ở đây thì mình cũng còn mấy cái bông hoa anh chị. Đi theo con đường này này, giờ này chắc cũng gần 10 giờ rồi. Mấy chị cũng dọn dẹp vệ sinh xong tuyến đường đại lộ Nam Phương. Ở đây mình cũng có những hàng cây phượng cũng đang ra bông luôn. Quét lá ở đây mình chủ yếu là lá cây thôi, chứ thật sự rác thì bà con cô bác mình cũng giữ gìn vệ sinh cho khu đô thị xanh sạch đẹp. Dạ, đây cũng thêm một cái công viên nữa anh chị, công viên đường D8 Dường Mít, có cây xài này đang tốt quá nè, già bông bộ da lá cũng có trái nữa nè, cái màu lá rất là đẹp, đâm chồi nảy lọc. Ở đây thì mình cũng có ban quản lý khu đô thị, mình cũng ở với bà con cô bác mình trong khu đô thị luôn. Rồi mình có an ninh, rồi ban quản lý. Đường này cũng có những dãy nền 4,5 m, 24 m lắm vậy. Hướng Nam với hướng Bắc, ở đây cũng có cây phượng cũng đẹp, cũng đang ra bông. Bên đây là đường D7 Xuân Trường. D7 Xuân Trường thì bà con về ở hết nè. Sắp tới thì trên tuyến đường D11 chắc cũng sắp xây thêm mấy căn nữa anh chị. Bên đây là D6. Còn đây là cảnh buổi sáng à, sân bông, sân banh với sân tennis. Chiều qua em cũng có quay phim bà con cô bác thể dục thể thao là cũng đông cũng vui lắm. Hết một dòng khu đô thị mình, khu đô thị sinh thái. ba mươi chín acre đó chị, cũng đủ đường rồi. Giờ chỉ còn tuyến đường nào nữa ta,
cái tuyến đường dải 75, ngang 7 dài 15, xây lên nữa là mình cũng đủ đường xá. Dạ thôi, chắc cũng hết pin rồi anh chị. Em cũng đi vòng, quay phim vòng vòng, coi bà con, cô bác, mấy anh chị chăm sóc cây xanh. À quên nữa, bên này thì bên bờ hồ Cánh Sen có ngôi nhà ngang 5 dài cho 2005, cũng có bà con, cô bác dọn về ở luôn rồi. Này mới có gia viên là thấy bà con cô bác mình về thành phố năm sau định cư cũng rất là đông. Dạ thôi em xin kết thúc đoạn video ngắn anh chị. Hết pin nè.